Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Chiến Soi Kèo Nhân Điểm Bóng Đá của mình. Ngày hôm qua mình đã làm cho anh em về một video soi kèo giữa Newcastle gặp Arsenal cũng trong khuôn khổ vòng 37 ngoại hạng Anh anh em nhé. Và trận đấu đã được diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay. Ok không ạ? Đầu tiên Chiến xin chúc mừng cho tất cả những anh em ở trong nhóm của Chiến. Ngày hôm qua là một ngày có những cái mã kèo rất là tưng bừng rực rỡ. Anh em đã có những cái chiến thắng điển hình như đó chính là Newcastle này. Rồi là trận Juve mình cũng chiến thắng anh em này. Và cũng nói luôn với cho tất cả anh em, những anh em lần đầu tiên đến với kênh của Hoàng Chiến, Chiến cũng nói luôn ạ, là Chiến không thu phí của anh em khi mà gia nhập vào nhóm của Chiến Soi Kèo anh em nhé. Cho nên rằng là bản thân Chiến khi mà tạo ra một cái đứa con tinh thần này, Chiến muốn quy tụ lại tất cả những cái anh em bet thủ, chúng ta cùng chinh chiến và làm việc với nhau. Ok không ạ? Thì nếu như anh em chưa biết cách mà để có thể là liên lạc với Hoàng Chiến, anh em hãy kéo xuống phần mô tả của video này. Anh em hãy kết nối với Chiến qua Zalo, Telegram anh em nhé. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để khi mà Chiến ra những cái video, anh em sẽ là những người nhận định, những người có được video đó đầu tiên. Ok cho anh em. Ngày hôm nay mình sẽ làm cho anh em về trận đấu giữa Southampton gặp Liverpool sẽ diễn ra sáng mai. Ok không ạ? Anh em đã được theo dõi ở trên màn hình một cái khung hình rất là quen thuộc, mình đang tổng hợp cho tất cả anh em. Ok không ạ? Phải nói rằng là cái trận hòa bất ngờ của Man City trước West Ham giúp Liverpool đang sống lại một cái hy vọng vô địch của Premier League mùa này. Làm khách của Southampton trong trận đấu đêm nay, The Cop không được phép bỏ lỡ cái thời cơ gây sức ép lên cái vị trí đầu bảng của Man City. Hiện tại thì có thể nói rằng là Liverpool đang đứng trước những cái thời khắc lịch sử. Liverpool đang có được một cái mùa giải đấu thật sự là rất là nhiều cảm xúc và với các cái cung bậc lên xuống khó tin ấy. Tuy nhiên thì mọi điều đã và đang diễn ra theo chiều hướng rất là tích cực và cho cái đội bóng của đoàn quân áo đỏ đúng không ạ? Của tuần trước giới hâm mộ ấy còn xôn xao rằng là cái bàn thắng là đang còn bàn tán về cái khả năng ấy mà Liverpool thì ôm hận khi mà đặt cái tham vọng ăn 4 ở cái mùa này. Nhưng mà ngày hôm nay họ sẽ đang bứt lên những cái hy vọng nhé. Đặc biệt là cái thành tích thi đấu gần đây của họ đang rất là tốt anh em ạ. Thế thì về phía bên đội chủ nhà ngày hôm nay thì như thế nào? Có thể nói rằng Southampton đã hết mục tiêu thi đấu và một cái mùa giải khởi đầu với rất là nhiều sự lạc quan thì đã khép lại theo cái cách mà các cổ động viên Southampton không hề mong muốn anh em ạ. Nhưng mà dù sao ấy thì Southampton cũng có được cho mình một cái tấm vé đó chính là trụ hạng. Ok cho anh em, kể từ năm 1993 đến bây giờ, cả hai câu lạc bộ đã gặp nhau chạm trán 47 lần. Tất nhiên rằng là những cái chiến thắng giòn giã khi mà Liverpool đang sở hữu là 26, còn Southampton sở hữu là 12 chiến thắng thì rõ ràng là lịch sử đang ủng hộ Liverpool cũng rất là nhiều đúng không ạ? Đặc biệt rằng là ấy, khi mà thành tích thi đấu gần đây của Southampton đã có một mạch là chuỗi 4 trận là không ngửi thấy chiến thắng anh em nhé. Có những cái bản tin đáng chú ý ngày hôm nay, Southampton đã không thể chiến thắng trong 4 trận gần đây anh em này. Thành tích ở trên sân nhà hiện tại của Southampton ấy đó là thắng 6, hòa 7 và thua 5. Còn đối với Liverpool khi mà thành tích ở trên sân khách mùa giải này đó chính là chiến thắng 12 chiến thắng, 4 hòa và chỉ có thua 2 thôi. Họ đã có một cái mùa giải thi đấu rất là ấn tượng anh em ạ. Vậy thì những cái lần gặp mặt nhau gần nhất thì sao? Làm khách của Southampton đêm nay, Liverpool cần phải chiến thắng bằng mọi giá anh em nhé. Qua đó thì sẽ rút ngắn cái khoảng cách với Man City xuống còn một điểm trước cái vòng hạ màn. Nếu như Liverpool làm được cái điều này ấy, Man City rơi vào cái tình thế buộc phải thắng Aston Villa ở vòng 38 để giành chức vô địch. Có thể nói rằng là thú vị thay ấy, là Aston Villa đang được huyền thoại của Liverpool, Steven Gerrard dẫn dắt. Điều này ít nhiều tăng thêm một cái niềm tin hy vọng cho The Cop về một cái cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đến danh hiệu Premier League mùa này anh em. Lịch sử thi đấu có thể nói rằng là đối với là 6 trận gần nhất thì tất có tới 5 chiến thắng của Liverpool và chỉ có một cái chiến thắng nhọc nhằn của Southampton, chỉ có là tỷ số là 1-0 thôi. Ok cho anh em ạ. Hey, anh em có thể thấy nhá, theo dõi được màn hình nhá. Vậy thì các cái trận đấu gần nhất đang đỉnh cao phong độ như nào? Hiện tại thì không thể mình sẽ nói Liverpool trước đi nhỉ. Liverpool hiện tại thì họ đang có một cái đà chiến thắng rất là tốt, chỉ có hòa trước Tottenham Hotspur thôi. Còn về phía Southampton thì họ đang thất bại trước những cái đội, những cái câu lạc bộ như là Brentford này, rồi Crystal Palace này, Brighton đó. Ok anh em nhé. Rồi vậy thì để cho những anh em bet thủ mà chúng ta có được một cái những cái kèo ngon ăn nhất có thể, ok không ạ, để mà chơi như nào xanh chín nhất thì mình sẽ điểm qua một chút về cái đội hình dự kiến ngày mai. Ok anh em, đội hình dự kiến ngày mai thì rõ ràng rồi, khi mà đứng trước một cái ngưỡng cửa lịch sử thì Liverpool chắc chắn họ sẽ phải sắp xếp những cái đội hình dự kiến đó chính là 4-3-3 để có thể là triển khai tấn công ngay từ ban đầu đúng không ạ. Và mình tin rằng là Diaz và Roberto Firmino và Jota ngày hôm nay sẽ làm nên những cái câu chuyện thật sự là đẹp mắt anh em nhé.
Còn về phía Southampton thì họ sẽ tung ra một đội hình cũng khá là lạ anh em ạ. Khá lạ nhưng mà tức là họ sẽ dựng một cái gọi là xe buýt trước khung thành của thủ môn Forrester. Rồi, còn đối với cái kèo ngày hôm nay thì mình cũng đã tổng kết đây lên cho anh em này. Hôm nay đối với cái trang game mà mình đang dẫn dắt tất cả những cái anh em đi theo mình, đi theo Hoàng Chiến, thì mình cũng nói luôn với anh em nhé, một ngày ấy, có tới 125 trận đấu diễn ra. Và top league ngày hôm nay thì đương nhiên là có một trận giữa Southampton và Liverpool rồi, thì mình đang làm video này. Anh em có thể thấy ấy, một ngày có rất là nhiều trận đấu diễn ra. Cho nên bản thân Hoàng Chiến thì cũng rất là xin lỗi anh em, Hoàng Chiến không thể phân tích và nhận định hết tất cả các cái video này được. Nên khi mà anh em vào, đó là những cái thuận lợi của anh em vào nhóm. Ngày hôm qua Chiến cũng lên kéo rất là sớm cho tất cả anh em ở trên nhóm, ở trên kênh YouTube đúng không ạ? Nhưng mà ấy, cứ trước giờ lăn anh em có thể này, lúc 10 giờ 45 phút ngày hôm qua là mình đã lên tất cả các kèo cho anh em. Và đây là những cái chiến thắng, đây là những cái kết quả anh em nhé. Và cái gì cũng thế, kết quả là chân lý đúng không ạ? Nói đi nói lại, anh em phải thắng thì anh em mới theo Hoàng Chiến được đúng không? Thế thì anh em hãy kéo trong phần mô tả liên hệ với Chiến qua Zalo và Telegram anh em nhé. Ngày hôm nay Liverpool sẽ có một cái tỷ lệ chấp, đó chính là chấp từ 1.25 cho đến 1.5 anh em nhé. Mình sẽ phân tích kèo một chút anh em ạ. Ở còn kèo hiệp 1 ấy, kèo 1 thì có thể nói rằng là thành tích thi đấu hiệp 1 của Southampton mùa này khá là tốt anh em, với 13 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó thì Liverpool sở hữu cho mình những thành tích hiệp 1 đứng thứ 2 ở Premier League là với 21 chiến thắng và 14 trận hòa. Tuy thế anh em nhé, Liverpool thì đang đạt một cái phong độ không là cao lắm khi mà thua tới 6 đến 7 trận ở gần nhất, tức là kèo hiệp 1 đấy. Do đó thì chưa chắc Liverpool đã giành chiến thắng ở ngay đầu hiệp 1 ở cái trận đấu này anh em. Và còn cả trận thì sao? Cả trận thì khi mà kèo chấp ban đầu là đang được 1.25 anh em này, đang nghiêng về Liverpool nhưng mà đã tăng lên thành 1.5. Điều này khả năng là chiến thắng sẽ thuộc về Liverpool ngày càng được củng cố thêm. Trên cái thực tế ấy, Liverpool có một cái tỷ lệ thắng kèo áp đảo trước Southampton trong giai đoạn gần đây. Trong 10 trận đối đầu gần nhất khi mà Liverpool chỉ thua kèo có 3 trận. Và do đó rất có thể thầy trò huấn luyện viên Klopp sẽ thắng đậm ở trận đấu rạng sáng ngày mai anh em nhé. Và hoàn toàn rằng là ấy, sẽ có một cái cửa tài ba trái. Nếu như mà ngày hôm nay ấy, nếu như mà tài ba trái thì mình rất là tự tin. Nhưng mà đến cái khi ấy, thì khi mà mình đọc kèo, mình cảm thấy là kèo 3 tới 3.25 này, 3.5 này, thì anh em phải phân tích được để mà chúng ta lên được cái kèo hợp lý anh em nhé. Vậy thì còn cái khía cạnh tài xỉu thì sao? Khía cạnh tài xỉu ngày hôm nay ấy, kèo tài xỉu ở trận đấu này lên tới 3.25 anh em nhé. 4 trên 5 trận gần nhất của Liverpool có kèo đã về xỉu. Trong khi đó Southampton gần nhất có kèo ban đầu là 3.25 cũng đã về xỉu. Chỉ 1 trên 7 trận đấu gần nhất của Liverpool là đã nổ tài. Và cái trận do đó cái trận đấu tới không dễ để có nhiều hơn 3 bàn thắng đâu anh em. Đấy, ví dụ như mà kèo 3 hòa thì được, chứ còn bây giờ 3.5, 3.25 thì rất là khó để anh em có thể chọn được kèo. Cho nên là mình sẽ phân tích để anh em hiểu được rằng là Hoàng Chiến đang làm như thế nào anh em nhé. Còn đối với kèo phạt góc hôm nay anh em có thể thấy là mức tài góc, tài xỉu góc thì đang là 10.5. Và trong 5 trận gần đây nhất Southampton kiếm được trung bình là 5.2 quả phạt góc. Trong khi đó Liverpool trung bình chỉ được là 3 quả phạt góc trong 5 trận sân khách gần đây nhất. Và với cái thành tích này của hai đội thì trận đấu này sẽ rất là dễ nghiêng về một cái xỉu 10.5. Tuy nhiên thì Liverpool chưa chắc là đã thắng kèo chấp là 3.5 quả, dù là có thể là áp đảo trận đấu này anh em nhé. Và đó là những cái phân tích mà mình đưa ra cho anh em. Ngày hôm nay mình sẽ tặng cho tất cả những anh em mà đang yêu quý và hâm mộ Chiến, Hoàng Chiến cũng là 1-3 mã kèo anh em nhé. Ok ạ. Rồi, cái mã kèo đầu tiên như mình đã phân tích đúng không? Anh em không nên chơi kèo hiệp 1 ở cái trận đấu này anh em nhé. Và để cho cái tỷ lệ chiến thắng nó cao nhất thì ngày hôm nay anh em nên đi một cái mã kèo cho mình. Đó chính là mã kèo Liverpool chấp 1.25 anh em nhé. Liverpool chấp 1.25. Còn mã kèo thứ hai là mình cũng nói luôn cho tất cả anh em, đó chính là anh em hãy đăng cho mình cái mã kèo này, mã kèo xỉu 3.25. Ok cho anh em. Và đây là hai mã kèo mình đưa lên cho anh em. Tặng cho anh em một mã kèo khuyến nghị nữa, đó chính là mã kèo xỉu 10.5 góc anh em nhé. Kèo phạt góc này, đó chính là 10.5.
10.5. Ok, thì đây là ba mã kèo mà mình sẽ tặng cho tất cả những anh em đang yêu quý Hoàng Tiến. Còn đến trước khi giờ bóng lăn tầm khoảng 3 phút đến một tiếng khi mà có cái đội hình chính thức thì Chiến sẽ gửi lại những cái mã kèo này cho anh em. Và nếu như anh em mà chưa biết cách để mà tham gia cái nhóm bóng của Hoàng Chiến ấy, thì anh em hãy kéo xuống phần mô tả video này, liên hệ với Chiến qua Zalo và Telegram anh em nhé. Và chúc cho tất cả anh em có thật nhiều sức khỏe và thành công nhé.